là sử dụng máy ảnh. Rồi, chúng ta có thể sử dụng máy ảnh để chúng ta quay video cũng như là để chúng ta nó giống như là chúng ta quay trên TikTok vậy, được chưa ạ? Và chúng ta có thể quay 15 giây, 60 giây, 3 phút. Đấy, hoặc là chúng ta thêm các cái hiệu ứng vào đây khi mà chúng ta quay video luôn. Được chưa ạ? Ở bên này thì chúng ta có thể có máy nhắc chữ khi mà chúng ta quay video, thì chúng ta có thể có máy nhắc chữ để mà chúng ta vừa quay chúng ta vừa gì ạ, vừa đọc được ở đây. Thì chúng ta muốn có một cái văn bản nào đó thì chúng ta gì ạ, nhấn vào phần chỉnh sửa ở đây. Đó, được chưa ạ? Chúng ta chỉnh sửa ở đây. Đấy. Chúng ta phải copy một cái đoạn văn bản. Đấy. Chúng ta phải copy một cái đoạn văn bản. Đó. Đây. Ví dụ chúng ta có thể copy một cái đoạn văn bản dán vào đây. Đấy, áp dụng. Rồi. Ở đây là mình có thể là gì ạ? Quay video. Quay video dựa trên cái máy nhắc chữ này. Đó. Chúng ta có thể điều chỉnh tốc độ này. Tốc độ cho nó chạy này. Được chưa? Cỡ chữ này. Màu sắc của chữ này. Đấy. Ok không ạ? Đấy. Chúng ta có thể di chuyển cái vị trí của thằng này này. Khóa học miễn phí làm chủ CapCut chỉnh sửa video dành cho những người chưa thành thạo chỉnh sửa CapCut mobile, muốn chỉnh sửa nhanh, đơn giản, muốn học bài bản từ đầu cơ bản đến nâng cao, không thu học phí, hoàn toàn miễn phí 2 buổi. Link học dưới comment, vào học không cần đăng ký, share thoải mái. Ok bạn. Như vậy là mình đã gì ạ? Mình đã làm xong một cái video và chúng ta thấy là gì ạ? Là chúng ta cái mắt của mình ấy, nó gần như là nhìn thẳng, mặc dù nó không thẳng vào ống kính. Được chưa? Ví dụ như là nhìn thẳng ống kính là phải nhìn thẳng như này. Đấy. Nhưng mà ở đây ấy, là mình đọc nhưng mà mắt mình gần như là nhìn thẳng và cái ánh mắt của mình nó không bị đảo quá nhiều. Đây là một cái tính năng rất là hay của CapCut anh chị em nhé. Rồi.